Công an mấy bạn ơi, công an nha, chắc chắn là có công an. Đó, mình đã thấy xe chớp liền, thấy chưa? Yên tâm, nãy giờ mình biết rồi, nên là mình chỉ có đi có 50 thôi, 50, 60 thôi. Bạn nào cho 50 đi 50, cho 60 đi 60. Và anh em thấy không? Rất là gắt nha, mới ra quốc lộ 4 là đã thấy như vậy rồi. Và thêm một cái điều đặc biệt nữa là chút xíu nữa mình sẽ đi qua, khi mà mình đi tới giữa rừng rồi á, thì nó sẽ có một cái đoạn là giáp ranh biên giới giữa Việt Nam, Campuchia và có cột mốc ở đó luôn nha anh em. Tới đó mình sẽ check in cho anh em coi nha. Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Chắc anh em thấy mình chạy xe và mình lại tiếp tục làm clip nữa thì anh em sẽ bất ngờ lắm đúng không? Nhưng mà tuy nhiên á, thì đây sẽ là một trong những cái clip nó khá là hiếm hoi về cái việc mình sẽ tiếp tục làm motovlog. Tại vì bây giờ là mình đã dần mình chuyển hướng qua cái việc làm nội dung về cầu lông, chia sẻ về cầu lông nha, chứ không phải dạy cầu lông nha mấy bạn. Thì chủ yếu là mình sẽ chia sẻ về cái chuyến đi này của mình. Mấy bạn có thể gọi nó là một cái chuyến đi chữa lành, hoặc là mấy bạn có thể gọi là một trong những cái vlog về mô tô cuối cùng cũng được, không sao cả. Nhưng mà mình đã ấp ủ cái chuyến đi này nó khá là lâu rồi mấy bạn. Mình sẽ đi Tây Nguyên là mình sẽ đi 4 tỉnh của Tây Nguyên, bao gồm là Đắk Nông nè, Đắk Lắk nè, Gia Lai và Kon Tum. Thì cái dự định này của mình nó cũng ấp ủ nó khá là lâu rồi mấy bạn. Nhưng mà bây giờ ngay cái dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 á, được nghỉ khá là nhiều ngày á, nên là mình quyết định là mình sẽ tận dụng cái dịp nghỉ lễ dài ngày như vậy để mà mình đi luôn. Cung Tây Nguyên này nó chợt nghỉ tới nó rất là bất ngờ thôi anh em. Tại vì Đà Lạt thì mình đi rất là nhiều lần rồi, và anh em cũng đã biết á, là cái mùa nắng nóng năm nay á, nó rất là kinh khủng ha. Chính vì vậy á, là tụi mình sẽ đi ở một cái địa điểm nào đó mà nó cảm giác nó mát mẻ hơn, nó thú vị hơn, và đặc biệt á, là nó mới hơn nữa. Thì Tây Nguyên đó là một trong những cái địa điểm mà chúng ta có thể là đi xe máy được. Vì đi theo cung quốc lộ 14 truyền thống mấy bạn, thì tụi mình sẽ tận dụng nó và tụi mình đi qua cái đường xuyên rừng Bù Gia Mập ở địa phận tỉnh Bình Phước luôn. Thì nó sẽ đỡ được một khúc quốc lộ 14, và cái khí hậu ở trong rừng nó cũng sẽ mát mẻ hơn nữa. Thành ra là chuyến đi của chúng ta nó cũng sẽ nó nhẹ nhàng hơn ha. Đi dịp lễ nó khá là đông mấy bạn ơi. Mấy bạn có thể thấy cái lượng xe trên đường nó nhiều tới cỡ nào ha. Và bây giờ thì nó đang loanh quanh đâu đó khoảng tầm 7 giờ sáng ha. Và mình hiện tại đang ở Đồng Phú của tỉnh Bình Phước mấy bạn. Thì đâu đó chắc nó cũng sẽ còn vài chục cây nữa là tới Đồng Xoài thôi. Thì mình dự định là khi mà tới Đồng Xoài thì tụi mình sẽ nghỉ một xíu ha. Và khi tới Đồng Xoài thì tụi mình đâu đó đã chạy được xe được khoảng 2 tiếng và đã đi được đâu đó khoảng 100 cây rồi. Có một cái mình muốn chia sẻ nhỏ nhỏ thôi, trong lúc mà mình đang chạy xe như này mình muốn chia sẻ với anh em. Anh em có thấy bây giờ là những cái nội dung liên quan tới xe cộ nó đang dần nó đi xuống đúng không anh em? Thứ nhất là người ta cũng không có quan tâm nhiều như là cách đây một vài năm nữa. Xe thì rẻ thúi, hãng thì thay phiên nhau hạ giá, nhưng mà cái lượng người mua nó rất là ít đúng không? Những người bán xe cũ thì có người bán được, có người bán thì chiêu trò một chút, lừa người này lừa người kia. Mấy bạn có thể hóng những cái biến ở trong mấy cái group xe cộ thì mấy bạn cũng có thể thấy ha. Tour ô đô gì đó. Chung là những cái vấn nạn này nó đã có từ lâu rồi, nhưng mà tới bây giờ tự nhiên khi mà người ta đã mất lòng tin vào rồi thì mình thấy nó nhiều hơn nữa đúng không? Rồi công an thì bắt đầu siết lại, làm khó hơn. Trước kia thì xe cộ khi mà vi phạm pháp luật thì mấy anh cũng còn du di cho để mà chơi. Nhưng mà bây giờ mấy ảnh đâu có còn du di nữa, bây giờ mấy ảnh là siết luôn. Rồi thổi nồng độ cồn nữa. Và có một cái mình thấy như thế này các bạn, khi mà những anh em nào mà người ta chạy xe nhỏ, người ta bị bắt lại á, đó thì mấy anh em đó thì người ta sợ bị phạt tiền. Còn những ông mà dạng giống như là chạy mô tô phân khối lớn rồi mà có tiền nhiều á, khi mà bị bắt lại rồi á mà bị phạt tiền á, mấy ổng đâu có sợ đâu. Mấy ổng còn thách thức làm cái kiểu giống như là thua thì chung, có chơi có chịu đúng không? Thì dân già thì riết rồi, có chơi có chịu, nhưng mà chơi thì một mình mấy ổng chơi, nhưng mà chịu là cả cộng đồng chịu. Đó, khi mà tiền bạc và những cái biện pháp thực thi pháp luật á, nó không còn đủ sức răn đe giống như ngày xưa nữa, thì bắt buộc là cơ quan chức năng, chính quyền này kia người ta sẽ làm khó hơn rất là nhiều. Và anh em cũng có thể thấy bây giờ là ra đường cũng hiếm khi gặp mô tô phân khối lớn như hồi xưa rồi đúng không anh em? Rồi thậm chí ở những cái nền tảng khác như là TikTok này kia người ta còn làm gắt hơn nữa mấy bạn ha. Cụ thể là cái kênh TikTok 70.000 follow của mình cũng đã bay màu luôn rồi. Tại vì là thực ra mình không có làm cái gì mà gọi là đua xe hay gì hết trơn á, nhưng mà nó quét ha. TikTok nó quét nó thấy những cái nội dung giống như là chạy xe ngoài đường nè, hoặc là nó có hơi hướng mà gọi là nhìn nó bạo lực một tí thôi là cũng sẽ bị vi phạm và xóa luôn cả kênh đó. Thì thay vì vậy là mình sẽ làm một cái nội dung nào đó khác nó mang tính tích cực hơn, đó là thể thao và đặc biệt là cầu lông. Khi mà thời điểm hiện tại là cái môn cầu lông người ta chơi rất là nhiều rồi các bạn ơi. Cái nội dung của mình nó tích cực, nó tươi sáng hơn thì nó sẽ mang tới nhiều giá trị cho cộng đồng hơn. Đó là Đồng Xoài. Giờ tụi mình nghỉ xíu thôi ạ, kiếm quán cà phê võng nghỉ một tí rồi mình đi tiếp.
vừa đi vừa chơi mà, nên là thành ra là nó cũng thoải mái thôi. Ở Bình Phước thì những cái quán cà phê mà dạng như là cà phê võng mà nằm ở giữa lô cao su giống vậy nè, đó nó rất là nhiều nha. Và mình lại thích cái kiểu này các bạn, nó mát mẻ. Đây là vẫn nắng gắt nha. Lúc này là quy định là 60 km/h nên là mấy bạn cố gắng tuân thủ nha mấy bạn. 60 thôi, hạ xuống tầng 60 thôi. Đó, trời trong xanh rất là đẹp luôn. Mình có đi Bình Phước vài lần đó các bạn, thì rất là thích cái đoạn này, cái đoạn mà vừa ra khỏi Đồng Xoài á, là mình sẽ có những cái lô cao su hai bên chạy rất là mát luôn. Mình đang hy vọng là chuyến đi này nó sẽ là một trong những cái trải nghiệm nó đáng nhớ nha mấy bạn, ít nhất là đối với cá nhân của mình ha. Khi bắt đầu mình chuyển qua một cái giai đoạn khác rồi á, thì những cái kỷ niệm nhỏ giống như vậy là mình sẽ rất là nhớ. Hy vọng anh em cũng sẽ xem cái clip này và coi nó giống như là một cái kỷ niệm đẹp nha mấy bạn. Quốc lộ 14C nha, quốc lộ 14C tỉnh Bình Phước đây. Wow, hồi nãy là mình có đi ngang qua cái bây giờ là chuẩn bị tới thủy điện Thác Bơ các bạn. Ở đây thì sẽ thấy nguyên một cái cánh đồng pin năng lượng mặt trời nha, những cái tấm năng lượng mặt trời á. Mùa này nắng này, năng lượng mặt trời này sản xuất được nhiều nữa các bạn đó. Mình là mình chỉ hy vọng là mình đi lâu lâu nó có những cái áng mây nó che bớt nắng lại là ok thôi, chứ còn nắng quá thì hết vui. Em thấy không, cũng gần tới rừng quốc gia Bù Gia Mập nha. Đó, mình cứ bám theo đường thôi là được rồi. Ở bắt đầu này là lên cái khu vực mà gọi là cao nguyên Tây Nguyên rồi các bạn, thì có một cái quang cảnh nó rất là đặc trưng, đó là đất đỏ. Đất đỏ Ba Giang, đất đỏ Ba Giang mà anh em ta được học trong những cái tiết địa lý của cấp 2 các bạn à, đất đỏ Ba Giang. Cái đất đỏ này á, thành ra là khu vực Tây Nguyên mấy bạn là trồng cây rất là dễ nha. Đa phần là những trồng cây cây lâu năm nè, phê nè, điều nè, rồi tiêu nữa đó. Đây thủy điện Thác Mơ rất đẹp ha. Mình sẽ tiếp tục bám sát ha. Quốc lộ 14C thì sẽ đỡ các chốt kiểm tra công an giao thông hơn là so với quốc lộ 14 nha mấy bạn. Và rất là mát mấy bạn ơi. Cây cối nhiều là sẽ mát nha. Bởi vậy anh em chúng ta là phải trồng cây nè. Đó, trồng cây chịu khó mua cây về nhà hay là chỗ nào đó. Mình bảo vệ rừng là bảo vệ chính bản thân mình. Bây giờ 10 giờ sáng. Đúng 10 giờ sáng là mình đã tới được rừng quốc gia Bù Gia Mập các bạn. Rừng quốc gia Bù Gia Mập nha. À, hai bên quang cảnh chủ yếu vẫn sẽ là cây cao su là phần lớn nha mấy bạn. Đây, nhưng mà mấy bạn sẽ thắc mắc đó là cái chốt kiểm lâm ở đâu đúng không? Cái chốt kiểm lâm là chưa tới đâu. Cái này là đầu của cái bìa rừng nha. Mình đang gọi là cái bìa rừng thôi. Còn chốt kiểm lâm là sẽ tới thêm một cái đoạn nữa thì mới có chốt kiểm lâm nha mấy bạn. Người ta có nói một cái câu rất là hay nha. Đó là khi mà đi vào rừng quốc gia Bù Gia Mập á, là không được lấy những gì đi ngoài những tấm ảnh, không được để những gì lại ngoài những bước chân, và không được giết bất cứ thứ gì ngoài thời gian. Đó là cái cách mà người ta tuyên truyền để bảo vệ rừng ha. Và đây là một cái rừng nó rất là lâu rồi các bạn ơi, và trong đây á, theo như mình tìm hiểu là có những cái loại cây nè, nó đã có tuổi đời thậm chí là hàng trăm năm rồi các bạn. Và thêm một cái điều đặc biệt nữa là chút xíu nữa mình sẽ đi qua, khi mà mình đi tới giữa rừng rồi á, thì nó sẽ có một cái đoạn là giáp ranh biên giới giữa Việt Nam, Campuchia, và có cục mốc ở đó luôn nha anh em. Tới đó mình sẽ check in cho anh em coi nha. Đường trong này á, thì anh em lưu ý nha anh em, nó không có đẹp đâu nha. Nó không phải đường xuyên rừng, không phải nơi để ôm cua giống như là Tà Bao hay là Đèo Hải Vân đâu nha.
nó là nơi để mà chúng ta đi thì để chữa lành mấy bạn, đi để mà mình hít thở không khí trong lành nè, hít gió trời hơn là hít gió điều hòa đó, chứ không phải là đường nó ôm cua đâu. Nhưng mà được cái là đường trong này á, nó chỉ có hầu như là chỉ có các bạn đi thôi á. Nãy giờ mấy bạn có thể thấy là mình đi là hầu như là không có xe luôn mấy bạn ơi nha, không có xe đi qua đi lại luôn á. Rồi và bắt đầu vào đây nè, bắt đầu vào giữa rừng là mình đã cảm nhận được cái độ lạnh rồi nha, mình đã thấy lạnh rồi nha, đó mình đã thấy lạnh rồi đó. Bởi vậy mấy bạn có thể hình dung được một cái vấn đề không, có nghĩa là nhiều khi người ta bị lạc giữa rừng ban đêm á. Ban đêm á, trong rừng nó cực kỳ lạnh nha, trời tối rồi, ví dụ như trong rừng mà ban đêm buổi tối nữa mà ngủ không có cái gì mặc vô nữa là dễ đi lắm, giữa rừng nó lạnh kinh khủng luôn. Và rừng quốc gia Bù Gia Mập thì mình thấy có một cái hay là cây tre nhiều, tre rất nhiều, hai bên đường là toàn tre không à. Đó, tre quá trời tre luôn các bạn ơi. Việt Nam mình á là vốn lấy cây tre làm biểu tượng đó các bạn, vừa mềm dẻo nè, vừa cứng rắn nè, đó vậy còn rất là thân thiện nữa, đó là cái chính sách của Việt Nam mình đó. Đây mình sẽ cố gắng mình quay hết cái đường đi xuyên rừng này cho các bạn coi luôn nha. Bởi vậy đi đường này là hợp lý rồi, chứ buổi trưa này mà đi đường quốc lộ 14 truyền thống là nắng lắm. Còn cách Đắk Nông 8 cây các bạn. Nãy giờ thấy người các bạn ơi. Đó. Đường có rất là nhiều cái đoạn mà không thấy luôn các bạn ơi. Rất là nhiều những cái đoạn quanh cua nha. Mình sẽ tập trung chạy các bạn ơi. Tập trung chạy. Nãy giờ là cái sức nặng cơ thể nó dồn lên hai cái phần tay á, nên là hai cái cổ tay của mình nó cũng đang bị tê luôn các bạn ơi. Hình như ra đây là bắt đầu là đã gần hết rừng rồi nè. Dừng xe, xuất trình giấy tờ. Ồ. Đây, có những chú kiểm lâm. Cuối xuống hả? Không có ai hết mấy bạn. Rồi bắt đầu địa phận tỉnh Đắk Nông rồi mấy bạn ơi. Tới Đắk Nông rồi nha. Vẫn còn trong rừng nhưng mà đã tới Đắk Nông rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào quốc lộ 14 huyền thoại. Nhưng mà mình nghĩ là sau khi mà mình ra hết rừng á, chúng ta mới nên cần phải cẩn thận nha. Còn giờ hiện tại trong rừng như thế này thì yên tâm đi mà đi nha. Chưa đâu, còn khoảng vài cây số nữa mới ra hết rừng. Nhưng mà có một cái mình rất là thắc mắc đó là cái đường biên giới Việt Nam Campuchia, cái cây cột biên giới mình chưa có thấy mấy bạn, lạ thật. Đường đa phần là lên dốc nha, lên dốc 100% luôn á anh em, không có cái đoạn nào xuống dốc cho lên dốc không à. Đó, giờ là gần 11 giờ trưa. Và thêm một cái đặc điểm nữa là khi nãy mà vô trong rừng á là không có sóng nha, không hề có sóng điện thoại nha. Nhưng mà anh em yên tâm đi, chúng ta không cần phải tra bản đồ hay gì đâu, tại vì nó chỉ có một con đường duy nhất thôi à. Khi mà đi gần hết địa phận rừng Bù Gia Mập rồi thì đây là một cái địa điểm mà anh em nên check in nè. Anh em thấy gì đâu, đây là cái cây đa,
mà cây di sản Việt Nam ha. Nhưng mà mình không biết rõ là bao nhiêu năm rồi á, nhưng mà với nhìn cái hiện trạng giống như vậy nè là cũng đã rất là lâu đời rồi nha. Cái này rất là lâu rồi nha. Nên là tụi mình bây giờ sẽ dừng lại và check in ở chỗ này một xíu. Không biết là bao nhiêu năm ta, có thể là mình sẽ check cái này sau, thông tin sau ha. Anh em nào biết có thể comment dưới cho mình biết nha. Wow, nó là một trong những cái cây rất là lâu đời ở rừng quốc gia Bù Gia Mập các bạn. Ok, xe mình đây. Khúc này là đoạn Đắk Nông rồi nè. Quang cảnh giữa hai bên đường mình thấy nó bắt đầu nó khá là giống với lại đường đi Đà Lạt rồi á nha. Giống rất là nhiều rồi đó. Nhưng mà có điều không khí nó không giống thôi. Nhưng mà đường xá và quang cảnh hai bên là giống nhiều rồi nè. Đó. Đường đẹp ghê luôn mấy bạn ơi. Thiệt, với một người mà lần đầu tiên mà đi những cái cung Tây Nguyên giống như mình như thế này nè, thì đây là một cái trải nghiệm mình cảm giác nó rất là giá trị nha. Rất là đã luôn á. Mình là một người rất là thích đi những cái cung đường mấy bạn. Đi mà mình quan sát đường như thế nào như thế kia nè, rồi mình cảm nhận được cái không khí nè. Đó, rồi mình có thể là mình hít thở được khí trời là mình rất là vui. Đây là cái đoạn đường á mà hồi lúc đầu mình vô rừng Bù Gia Mập á, mình nói với bạn á là sẽ có một cái đoạn mà mình giáp ranh biên giới với nước bạn là nước Campuchia á. Thì bên này là Campuchia mấy bạn nha, phía bên này là Campuchia. Hồi nãy giờ đi mấy bạn sẽ để ý là có cái chữ là vành đai biên giới, ở trên là Việt Nam, ở dưới là chữ Campuchia. Hồi nãy có cái cột mốc luôn, tụi mình vừa vào chụp hình á thì gặp chó mấy bạn. Chó của mấy anh biên phòng á. Nên là sợ quá nên thôi không có chụp hình được. Rất là uổng ha. Còn bên này là phía của Việt Nam nè, bên này của Campuchia nha. Đây cái bảng vành đai biên giới nè mấy bạn. Border bell á. Đấy. Bên đây là vẫn là sẽ là địa phận của Việt Nam, tỉnh Đắk Nông. Và thêm một cái điểm đặc biệt nữa là anh em có thể nhìn thấy gì không? Những cái cánh đồng gió nha, cánh đồng điện gió nè. Nhưng mà hôm nay đi thì mình không thấy nó quay mấy bạn. Chắc có lẽ là đang sửa hay gì đó mà không thấy một cái cánh quạt nào nó quay hết. Lát nữa mà ghé được cái cánh đồng đó thì mình sẽ vào đó. Nếu được thì mình sẽ vào đó cho mấy bạn xem ha. Quá trời cánh quạt xoay gió luôn bạn. Gọi là cối xoay gió nha. Quá trời luôn. Mình nếu nãy giờ chắc phải cả trăm cái mấy bạn ơi. Nó trải dài nguyên một cái khu đất từ bên này tới bên kia luôn. Cứ đi thử đi. Đúng rồi. Ý, phải không? Còn được không? Đây. Cái điện gió mấy bạn. Wow. Đó. Kệ nó đi. Mình xuống dưới đây mà. Đây. Nó cho vô đâu. Hả? Cái này nghĩ rồi mà. Mình đứng ở ngoài thôi. Mày cho vô. Thì vòng ra. Sợ đi. Rồi ok. Này của người ta không sao đâu. Lát nữa mình đi ra. Wow, anh em thấy không? Wow. Ra quốc lộ 14 rồi đó. Và anh em có thể thấy một đặc điểm ha, là ra quốc lộ 14 là xe đi chậm liền nha, xe đi chậm liền à. Và ôi, cái gì đây vậy? Rồi. Công an mấy bạn ơi. Công an nha, chắc chắn là có công an. Đó, mình đã thấy xe chớp liền đấy chưa. Yên tâm, nãy giờ mình biết rồi. Nên là mình chỉ có đi có 50 thôi. 50, 60 thôi. Đoạn nào cho 50 đi 50, cho 60 đi 60. Và anh em thấy không? Rất là gắt nha, mới ra quốc lộ 14 là đã thấy như vậy rồi. Tiếng lành đồn xa anh em. Trời ơi. Chắc thấy mấy anh em bắt tài đi trời nắng nóng như vậy nè. Nên là mấy ảnh dừng lại, mấy ảnh phát nước các bạn. Bây giờ là 2 giờ chiều các bạn, gần 2 giờ chiều và mình đang còn cách thành phố quay thuộc đâu đó khoảng tầm 50 km nữa. Vẫn còn đang trên quốc lộ 14 nha anh em. Và anh em có thể thấy là cái cách đi xe của quốc lộ 14 này nó sẽ đi rất là ngoan ngay hàng các lối nha. Tốc thì nó dưới 60. Ok, nãy giờ mình thấy vậy không á. Mình nghĩ là phía trước là cũng đang có chốt kiểm tra nè.
Park rồi anh em ơi. Cầu Sierra Park. Cầu này á là giống như là một cái điểm giao giữa Đắk Nông và Đắk Lắk rồi nha anh em. Và mình còn cách thành phố Buôn Ma Thuột đâu đó chỉ còn khoảng 15 cây nữa thôi là tới rồi. Và rất là may mắn các bạn. Từ hồi trưa tới giờ mình đi không gặp một chút công an giao thông nào hết nha. Mình xin khẳng định là không gặp một chút công an giao thông nào hết. Ở cái phía mà mình đang đi không hề có một chút nào luôn. Và cái phía đối diện đó thì nhiều. Phía đối diện là phía ngược lại khi mà thành phố chúng mình rất là nhiều lắm rồi. Ở đây chạy thì người ta chạy, người ta không có gọi là nề nếp hay là đường lối gì đó các bạn ơi. Nên là cẩn thận xíu nha. Nắng quá trời nắng luôn. Bây giờ nó khoảng gần 4 giờ chiều nha. Gần 4 giờ chiều rồi. Tại vì là tụi mình có dừng lại nghỉ trưa. Xong rồi cái đoạn mà từ 1 giờ cho tới 2, 3 giờ trưa nó nắng quá chịu nổi. Nên là tụi mình phải nghỉ. Nghỉ ở cà phê bỏng bên trường á. Đi thì cũng có gì ăn thôi em ơi. Cái đường này dọc đường đi, hai bên đường nó chỉ có là cơm thôi. Cơm hoặc là cơm gà thôi, là cơm tấm cơm gà thôi. Nhưng mà anh em lưu ý là mình kiếm cái quán nào mà có lượng khách xe tải hay là xe khách đó, người ta ghé vào ăn nhiều thì mình ghé vào, chất lượng nó sẽ đỡ hơn tí ha. 2000 years later. Đây là tất cả những quốc gia mà cà phê Trung Nguyên đã xuất hiện nha. Đây. Hiện tại là mình đang có mặt ở chỗ cây đàn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ mấy bạn. Sắp đóng cửa rồi. Ở đây mình có thấy một cái dòng chữ ở phía sau lưng mình nè mấy bạn. Bạn có thể thấy không? Cái dòng chữ tình tường á. Đây mình quay cho bạn coi nha. Một dân tộc vĩ đại là một dân tộc biết thượng tôn và tôn thờ tri thức, khao khát truy cầu và sẽ chia chân lý. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Các bạn thấy hay không? Còn đây là cái cây đàn nha. Cái cây đàn mà chúng ta thấy đã xuất hiện rất là nhiều rồi ha. Cây đàn đã thấy xuất hiện rất là nhiều lần ở hầu như là ở những cái buổi tọa đàm, những cái buổi nói chuyện của ông Đặng Lê Nguyên Vũ các bạn. Và đây là phòng đọc sách của ổng nè. Trời ơi, nó có cảm giác giống như là ông Vũ đã giống như thức tỉnh ở một cái tầng lớp nào đó rồi, ở một cái gọi là một cái tần số nào đó rất là cao rồi các bạn. Và đây là những bậc vĩ nhân khác trên thế giới nha. Napoleon. Rồi Benjamin Franklin nè. Nói chung là mình tham quan cho biết thôi, chứ mấy cái này nhiều khi thuộc về cái tầng lớp nó cao quá mình không có tiếp xúc được các bạn. Không có tới, không có vươn tới được.